xã hội động loạn địa cầu thiên tai không dừng được không cứu được nếu thật sự cứu được mình Cứu bản thân không phải cứu thiên tai trước mắt chúng ta Cứu bản thân là không đọa vào ba đường ác. Đây là điều kiện thật nhất Người thông minh hơn cứu bản thân là gì? Tôi không muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi Đó mới thật sự là cứu chính mình hơn người khó được phần tựa trong kinh phạm giọng nói một khi mất thân người dạng kiếp khó gặp điều này rất khó thân người không dễ đạt được nhưng rất dễ đánh mất khó được dễ mất Trong kinh Niết Bàn lại nói Thơ người khó được như hoa ưu đàm Chúng ta nói đến đàm hoa Cái gọi là hoa đàm xuất hiện Thời gian hoa đàm nở rất ngắn Đều nở lúc nửa đêm, 12 giờ đêm Thời gian hoa nở chỉ khoảng nửa tiếng Nửa tiếng sau là hoa héo một tiếng sau là qua rụng Nên không dễ đạt được Đặc biệt là ở vùng đất Trung Nguyên Chỉ nghe nói có hoa đàm nhưng chưa từng thấy Ở vùng nhiệt đời Nam Dương nhiều hơn Được thân người như đất trong móng tay, mất thân người như đất của đại địa, trong kinh Đức Phật nói như vậy. Ừ, Tịnh Xá Kỳ Viên. Có một lần trong công trình Đức Phật dẫn một số đệ tử đi xem công trình. ngài tiện tay bốc một nắm đất sau đó ngài đem nắm đất này rải ra trên đất trong tay không còn nữa chỉ còn lại một chút trong móng tay chư vị đệ tử thỉnh giáo ngài động tác này nói lên điều gì đức phật nói con người có được thân người khi đánh mất thân người này nếu có thể đạt được thân người lại giống như đất trong móng tay của ta vậy khi mất thân người đời sau không thể được thân người giống như đất ta rải trên mặt đất Vậy bên nào nhiều Không cần xứng Chứng tỏ Cơ hội được thân người rất khó Được thân người nhất định phải nắm chắc Trong thời gian ngắn ngủi đó Có cơ hội thoát ly luân hồi lục đạo Có cơ hội chứng được vô thượng bồ đề Thật sự phải dựa vào vận khí. Vận khí không phải ngẫu nhiên. Vận khí là thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Trong đời này chúng ta có thể gặp được Phật pháp, chứng minh nhiều đời kiếp quá khứ ta từng cúng dường vô lượng Như Lai trong kinh đức phật đã nói như vậy đời này ta có thể gặp được đương nhiên vẫn có chướng ngại chướng ngại này là tập khi bất thiện tích lũy từ nhiều kiếp tạo nên thông thường gọi là nghiệp chướng khi biết rồi phải sám trừ nghiệp chướng Bây giờ chúng ta biết có rất nhiều phương pháp sáng trừ nghiệp chướng. Thông thường người ta tụng kinh lạy Phật lễ sám. Đây là phương pháp sám trừ nghiệp chướng của người bình thường. Người dùng phương pháp này rất nhiều người có trình độ cao hơn một chút nghiên cứu kinh giáo tu hành chỉ quán đoạn ác tu thiện đây là người thuộc bậc trung hàng căn tánh bậc thượng biết được Công đức danh hiệu của Phật A-di-đà không thể nghĩ bàn Thiện trong các điều thiện Không có gì thiện hơn điều này Nhất tâm thọ trì Mỗi danh hiệu diệt vô lượng tội nghiệp Trong kinh nói Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật một niệm tương ứng này Việc tội nặng sanh tử trong tám mươi ức kiếp Người bình thường chúng ta nghe được Rất khó tin Rất khó tiếp thu Đức Phật nói có khoa trương có quá đáng chăng? Điều này chúng ta nhất định phải biết. Phật Bồ Tát thuyết pháp. Nhất định là chân thật. Không quá đáng chút nào. Không khoa trương chút nào. Vấn đề là chúng ta không làm được Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này Với người biết niệm Với hàng thượng thượng căn Niệm một câu Phật hiệu Công đức không giống nhau Chúng ta niệm câu Phật hiệu này Không thể tương ưng với chư Phật Bồ Tát Vì sao vậy? Vì trong câu Phật hiệu này có sen tạp có hoài nghi có gián đoạn không hoài nghi không gián đoạn không xen tạp là bồ tát đại thế chi dạy chúng ta đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục phương pháp niệm này mới hữu hiệu Chúng ta ngày nay không nhiếp được lục căng Không nhiếp được lục căng đang tạo nghiệp Mắt thấy sắc Thầy tất cả người sự vật Lập tức liền khởi tốt xấu Tôi thích điều này tôi ghét điều kia Đây chính là tạo nghiệp Nó sẽ khởi tâm động niệm Sẽ phân biệt chập trượt Tai nghe âm thanh lưỡi nếm dị Lột căng đối với cảnh giới lục trần Đều đang tạo nghiệp Tóm lại mà nói nghiệp này gọi là nghiệp luân hồi, ta đang tạo ra luân hồi lục đạo, thiện nhiều ác ít, cảm ứng giới ba đường lành, ác nhiều thiện ít, cảm ứng giới ba đường ác, tức là làm chuyện này, dùng tâm này niệm phật chỉ có thể trồng thiện căn. Không thể giống như trong kinh nói, Vì tội nghiệp nặng như vậy. Những gì Phật nói không phải dạ dội, Mà do tâm chúng ta không thanh tịnh, Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng niệm Phật, Công đức này sẽ rất lớn. Như những gì Đức Phật nói, Phật nang trực Trực là gặp được Không dễ gì gặp được Phật Trước thời Đức Thế Tùng Thời gian rất dài Thế giới này không có Phật Sau khi Đức Phật diệt độ Vị Phật tiếp theo là Bồ Tát Di Lặc thị hiện thành Phật ở thế gian này. Phải 56 ước 7 ngàn dạng năm sau. Trong thời gian dài như vậy không có Phật xuất thị. Pháp dẫn của Đức Thế Tôn nghĩa là Pháp của Ngài ảnh hưởng. Chỉ có 12 ngàn năm. 12.000 năm so với 56 ức năm quá ngắn ngủi. Có Phật ra đời Con người sẽ có cơ duyên được độ Liễu sanh tử suốt tam giới Không có Phật ra đời Sẽ không có cơ hội này Sanh đến nhân gian cũng không ra khỏi luân hồi lục đạo Chúng ta tuy không sanh cùng thời với Đức Thế Tôn Nhưng sanh trong phạm vi pháp dẫn của Đức Thế Tôn Điều này không dễ Pháp dẫn của Phật là 12.000 năm Chúng ta sanh vào lúc này là cuối cùng của ba ngàn năm Mở đầu của bốn ngàn năm Theo ghi chép của người xưa Năm nay là Đức Phật diệt độ Ba ngàn không trăm ba mươi tám năm Rất may mắn không dễ gì tuy phật không còn nhưng cây điện còn từ trên kênh điện chúng ta biết về đức phật chúng ta hiểu về ngài chúng ta tên rằng trí tuệ của đức phật vô lượng vô biên đức năng không thể nghĩ bài phát tâm quy y phát tâm học tập theo đức phật mở kinh điển ra đối diện với đức phật chí thành đảnh lễ Đại sư Ấn Quang nói Một phần thành kính Được một phần lợi ích Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Lời của Tổ sư Ấn Quang Nghĩa là chúng ta gặp được Phật Đạt được lợi ích như thế nào Then chốt ở chỗ tâm chân thành cung kính đối với phật như thế nào là thật không phải giả trong số các bạn đồng học tôi được lợi ích nhiều hơn một chút nguyên nhân là gì không phải thông minh trí tuệ hơn người khác không phải phước đức lớn hơn người khác không phải vậy những điều này tôi không bằng người khác hơn người khác một chút chính là tâm cung kính nhiều hơn một chút quý vị có một hai phần tâm cung kính tôi có mười mấy hai mươi phần cung kính chỉ như vậy mà thôi đối với giáo huấn của thánh hiền thế gian xuất thế gian chỉ có tin thật thật muốn học quý vị mới có thể được lợi ích nếu như không phải tin thật học thật sẽ chẳng đạt được lợi ích gặp rồi cũng chỉ là con số không điều này trong kinh đức Phật thường nhắc nhở chúng ta rất khó quả thật không phải là chuyện dễ bên dưới đưa ra phẩm thọ lượng trong kinh pháp hoa nói trong kinh có một đoạn như vậy tỳ kheo nên biết chư phật ra đời khó có thể gặp được cho nên vì thế những người đức mộng Đức mỏng không dày Đức hạnh không cao Quá là trải qua Vô lượng trăm ngàn vàng ức kiếp Phải trải qua thời gian dài như vậy Hoặc có thấy Phật hoặc không thấy Phật Vô lượng trăm ngàn dạng ức kiếp trong thời gian dài như vậy có thể gặp được phật hay không còn chưa biết được nên vì điều này ta mới nói rằng này các tỳ kheo như lai khó có thể gặp được đức phật không dễ gì xuất hiện ở thế gian những lời này đều là khuyên chúng ta Cần phải quý trọng nhân duyên Quả thật nhân duyên không nhiều Trong bài kệ Khai Kinh nói Trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được Cư sĩ Bành Tế Thanh nói Vì sao chúng ta gặp được Phật là rất may mắn là một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay vậy mà ta đã gặp được gặp được phật nghĩa là gặp được cơ hội liễu sanh tử xuất luân hồi quý vị không gặp được là không có cơ hội này gặp được đời này rất có thể quý vị sẽ thành phật, quý vị thật sự buông bỏ, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là quý vị thành công. Phật nói từng câu từng chữ đều là thật. Nếu không chịu buông bỏ, nói không dễ nghe một chút gọi là hạ thấp bản thân mình. Sự gặp gỡ của một người trong đời, sự gặp gỡ đời đời kiếp kiếp không thể trách người khác. Tất cả đều là tự làm, tự chịu. Bên dưới đưa ra một ví dụ Đương thời lúc Đức Phật ở thành dương xá tại nước Ấn Độ Trong kinh có ghi chép điều này Trong thành chỉ có một phần ba người thấy được Phật Đức Phật mỗi ngày ra đi khất thực lúc này sẽ thấy được phật một phần ba số người chỉ nghe danh phật chứ chưa thấy được phật biết được có một người như vậy có người nói với họ nhưng chưa thấy mặt ngoài ra còn có một phần ba số người không thấy không nghe Đức Phật ở thành dương xá. Thời gian rất dài, Giảng không ít kinh điển. Vậy mà vẫn có một phần ba số người không hề hay biết. Cho thầy gặp Phật rất khó. Gặp Phật không phải là chuyện dễ dàng. Ngày nay ở thế giới này Tin tức Truyền bá trong đại chúng phát triển Nên không ít người biết quá Phật Chưa thấy Phật có ai không biết chăng Có Địa cầu này lớn như vậy Có rất nhiều người căn bản không biết Chúng ta có thể thấy được Biết được ấn tượng trong lòng những người này rất mơ hồ Đại đa số đều cho rằng Phật là mê tín là tu giáo Xem chư Phật Bồ Tát giống như thần minh người như vậy trong thời đại này là đại đa số còn người thật sự nhận thức thấu triệt đã ít lại càng ít do đó mới biết bản thân chúng ta đối với nhân duyên này là đáng quý biết bao khó được biết bao có niềm tin có trí tuệ là khó trong các điều khó thật sự khó thật sự tin tưởng là quý vị có trí tuệ có trí tuệ mới có thể nhận thức mới có thể lý giải không có trí tuệ quý vị coi là mê tín là thần minh đó là không có trí tuệ tin trong nhà phật niềm tin đầu tiên là tin vào bản thân mình không phải tin vào người khác điều là rất khó tin chính mình là sao bản thân vốn là phật phải có người thật sự chịu khổ chịu giữ quy củ làm gương dẫn đầu không chịu khổ được chắc chắn không làm được cho nên hai chữ tính huệ này rất khó câu này chính là như kinh văn ở trước nói nếu nghe kinh kinh này tức là bộ kinh vô lượng thọ này tin thích thọ trì khó trong các điều khó không có gì khó hơn đây là thật vì sao Đức Phật nói như vậy bên dưới quan niệm tổ chú giải rất hay tuệ có thể sanh tín giải nên nghe kinh tin hiểu vui thích hiện nay như thế nào hiện nay không có trí tuệ người bây giờ toàn tâm toàn lực truy tìm là tri thức không phải trí tuệ bởi vậy tri thức rất phong phú nhưng biểu hiện của họ rất nông nổi nếu họ có trí tuệ những biểu hiện của họ vô cùng hài hòa vững vàng Ta có thể nhận ra được điều này Trong đời này tôi thấy được một người Là Đại sư Chương Gia Ngôn hành cử chỉ của ông Giống như đang ở trong điểm Động tác ngôn ngữ rất chậm Rất đơn giản Rất có sức mạnh Chúng ta gặp và nói chuyện với Đại sư Không thể không khâm phục Oai nghi của Đại sư đã nhiếp phục được chúng ta ngày nay chúng ta tìm đâu ra được người như vậy không có người như vậy không thể phục hưng giáo pháp không có trí tuệ sẽ giải thích sai kinh điển bản thân mình sai không sao ảnh hưởng đến xã hội đại chúng mới là điều rắc rối hoàn toàn giải thích sai người ta quan niệm rằng biết trước là đúng đến khi gặp được những điều đúng đắn họ cũng bài xích tôi giải thích khác anh anh đã sai lầm rồi chỉ trích chú trích của người xưa giải là sai lầm nặng nề điều này liên quan rất lớn lớn ở đâu xã hội động loạn địa cầu thiên tai không dừng được không cứu được Nếu thật sự cứu được mình Cứu bản thân không phải cứu thiên tài trước mắt chúng ta Cứu bản thân là không đọa vào ba đường ác. Đây là điều kiện thập nhất Người thông minh hơn cứu bản thân là gì? Tôi không muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi Đó mới thật sự là cứu chính mình Cao nhất là Tôi muốn thành Phật Đạo Đây là ba bậc thượng trung hạ Bậc thượng muốn thành Phật Bậc trung muốn ra khỏi luân hồi lục đạo Đây là bậc trung Hàng hạ căn là tôi không đọa vào ba đường ác đây gọi là cứu bản thân không phải chuyện nhỏ nhặt trước mặt nếu không có trí tuệ hoàn toàn không làm được tâm lượng phải có trí tuệ lượng Nguyện vọng của bậc trung cần đến trí tuệ bậc trung. Nguyện vọng nhỏ là muốn mình đời sau vẫn được thân người không đọa vào ba đường ác, đây là trí tuệ ít, không có trí tuệ đều không làm được. Cho nên ở đây Đức Phật nói, có tính tâm, có trí tuệ để nghe pháp là khó trong các điều khó. Ngày nay có người nghe Pháp Nhưng người có tính tuệ nghe Pháp Ít lại càng ít Hơn người khó được Phật Pháp khó nghe Tịnh tâm khó tin Ngày nay đã đạt được những điều khó được Nghe được những điều khó nghe Tin được những điều khó tin Nếu thêm vào trí tuệ nữa. Quả thật là khó trong các điều khó. Ta cần phải có trí tuệ. Phật khuyên người tu hành nên tin sâu nguyện thiết, niệm Phật cầu sanh đừng nên bỏ lỡ. Nếu bỏ qua lần này thì quả đúng là sai lầm lớn. Chúng ta thật sự là quá sai lầm. Cơ hội lần này rất khó gặp được. Gặp được nhân duyên này không dễ chút nào. Nên biết nhân duyên này khó gặp được như vậy Mới biết trân trọng nó Tính tâm và trí tuệ quan trọng hơn bất kỳ điều gì Tuệ nhất định phải từ buông bỏ Tuệ đạt được từ trong định không phải nhờ đa văn mà được Đa văn thuộc về tri thức trong định sinh ra tuệ đó là trí tuệ là tự tanh vốn co